Vào đầu thập niên 80, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại chợt cảm thấy bàng hoàng khi được đọc những bài thơ nói lên nỗi đau đớn tột cùng của một con người, một dân tộc đang bị đọa đày, áp bức. Những dần thơ viết từ đáy ngục tù cộng sản mà nhà thơ đã dùng cả sinh mạng mình để tìm cách chuyển ra ngoài, mong phơi bày ra ánh sáng một sự thật, một sự thật mà chế độ cộng sản Việt Nam muốn che giấu. Đó là những bài thơ trong tập thơ Hoa Địa Ngục của một nhà thơ chưa từng được biết đến, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện sinh tháng 2 năm 1939 tại Hà Nội. Ông bước chân vào đời bằng nghề dạy học, để rồi phải bước chân vào tù cũng vì nghiệp dĩ này. Vào đầu năm 1961, ông bị bắt vì tội giảng bài sử học cho học sinh trái với quan điểm của nhà nước. 3 năm sau, ông được tha vào tháng 7 năm 1964. Đến đầu năm 1966, ông bị lùa đi trại tập trung cải tạo vì có một số bài thơ lưu truyền ở Hà Nội, Hải Phòng. Lần này, ông bị giam hãm đằng đẵng gần 12 năm tù, cho đến tháng 6 năm 1977 mới được phóng thích. Ngày 16 tháng 7 năm 1979, ông táo bạo xông vào tòa đại sứ Anh, trao tập thơ Hoa Địa Ngục giấu sẵn trong người để xin phổ biến. Lúc ông ra khỏi tòa đại sứ Anh thì bị bắt ngay tại cửa và đưa thẳng vào nhà giam Hỏa Lò. Đây là lần thứ 3 ông bị bắt giam, và tập thơ Hoa Địa Ngục được chuyển ra ngoài từ đó. Hoa Địa Ngục gồm 192 bài thơ và 187 đoạn thơ ngắn 4 câu. Trong thời gian bị giam cầm lần thứ 3, ông được trao 3 giải thưởng quốc tế, trong đó có một giải danh dự được công bố trong hội nghị về thi ca quốc tế 1985 tổ chức tại Rotterdam, Hà Lan. Giải này gọi là Giải thi ca quốc tế Rotterdam. Trước áp lực của cộng đồng Việt Nam và các tổ chức nhân quyền thế giới, Việt Cộng buộc phải phóng thích nhà thơ ngày 28 tháng 10 1991. Tính ra đến nay, ông đã làm trên 700 bài thơ. Đó là tiếng lòng bất khuất vẫn đứng vững trong sự lăng nhục, đọa đày, dám hiên ngang chống lại bạo tàn và sự gian dối. Triệu cuộc đời khổ oan, nát tan trăm ngàn mảnh, chấp lại mới hóa thành mấy vần thơ ai oán. Cái sĩ khí trong thơ ông có khả năng làm thức tỉnh lòng người, để nhìn cho ra những kẻ giả nhân, giả nghĩa đã nhân danh đất nước Việt Nam, nhân danh dân tộc Việt Nam để hủy diệt văn hóa Việt Nam. Thơ tôi là những gì kinh khủng, như đảng, đoàn, như lãnh tụ, như trung ương. 3 lần bị bắt, hơn 27 năm lao tù, đã cướp mất đi tuổi thanh xuân đẹp nhất của một đời người. Cái giá phải trả cho lòng kiên cường đã làm dấy động lòng người qua những vần thơ trác tuyệt. Sau đây là những lời tự tình của chính tác giả. Chúng ta hãy để lòng lắng lại cùng tác giả, thấm thía với nỗi nhục nhằn, sục sôi với bao thảm cảnh, mênh mông theo giận nước nổi trôi. Từng câu, từng chữ, từng ý, từng lời là khí phách, là tinh anh, khiến người nghe không khỏi bồi hồi xúc động. Kiệt sức tàn hơi, con tàu lỗi hẹn với xa khơi, đương chìm theo thế kỷ, hư vô dường như cập bến. Không sao, điều chúng ta vẫn giữ được linh hồn, dù ngậm đắng nuốt buồn, u uất lạc loài trên đất tổ. Dù thể xác lao tù héo khô muốn đổ, lang thang xô xéo giữa cuộc đời, miễn là chúng ta có một trái tim chan chứa để đặt lên bờ dương thế trước khi xa. Trái tim hồng được sáng tác khi tiếp cận với tiêu vong. Xin các bạn lắng nghe. Ta có
có trái tim hồng không bao giờ ngừng đập. Căm giận yêu thương tràn ngập xót xa. Ta đương móc nó ra làm quà cho các bạn. Mấy chục năm rồi ta ngồi đây xa lầy trong khổ nàn, như con tàu vượt trùng dương mắc cạn mơ về sông nước xa khơi. Khát biển, khát trời, phơi thân xác trong mưa mòn nắng gì. Thân thể tàn theo thế kỷ, xương buồn nhuộm sắc hoàng hôn. Ký ức âm u vất vưởng những âm hồn xót xa tiếc nuối. Ta vẫn chìm trôi trong dòng sông đen tối, lèo bèo rác rưởi tanh. Cập bến tới nơi rồi, cõi bụi chờ mong chi nữa. Một trái tim hồng với bao chán chứa, tình cảm con người. Tình cha mẹ đối với con là thứ tình kỳ diệu nhất. Người con càng bất hạnh, càng xấu xí, tật nguyền, tình thương yêu của cha mẹ cho con càng thấm thiết bao la. Thảm họa độc tài cộng sản, với chiến tranh, với tù đầy, có gia đình nào thoát cảnh tử biệt sinh ly? Biết bao cha già mẹ yếu đã âm thầm giọt lệ chứa chan trước cảnh sẩy đàn tan nghé. Trong những lòng thung lũng ngút ngàn lau sậy, có khi ông mơ về mái nhà xưa. Tổ ấm yêu thương đã tan tác, tấm lòng hiếu thảo của bao người con bất lực, chỉ còn biết nhỏ máu xót xa. Niềm hy vọng được trùng phùng với thâm tình ruột thịt, nhiều khi trở thành nỗi tuyệt vọng bi thống. Biết đâu ngày về chỉ còn biết cúi đầu đứng lặng trước hai nấm mồ hoang lạnh. Mẹ cha đã nằm yên trong lòng đất sau bao năm tháng mỏi mắt đợi chờ. Các bạn hãy lắng nghe những vần thơ sau đây để tâm hồn mình hòa nhập, thông cảm với những nỗi niềm khắc khoải, uất nghẹn của tác giả, những ly tán thương tâm của gia đình, của non nước. Có người mẹ gặp
gầy nhom, mắt loa gần loa. Có người cha quá già quá yêu, có người con bất hiếu là tôi. Hết tù lại tội, bệnh ốm không nuôi nổi thân mình. Ôi người mẹ nặng tình yêu dấu, ôi người cha hiểu thấu lòng con. Còn hay mất ngày con đầy bụi đất trở về căn gác, lá rụng xao xác canh khuya. Bóng cha già gầy guộc đứng kia, phất chân nhẹ đứa lặng lẽ. Trên bìa sách bụi bàn con, bóng mẹ ra sâu muôn heo hon. Quờ tay giờ mó, nắm tóc cũ gừng đánh gió lưng con. Chiều âm thầm lành tắt còn được nữa những tình xưa thương mến vô vàng. Gió núi mưa ngàn lạnh buốt, rau rừng ngoàm nuốt thân trâu. Kiếp sống về thầy lau một màu hoang xám, đi về những đám tang câm trong ly tàn thương tâm. Chết chắc âm thầm con vẫn nuôi mầm mỡ, xoay vần thuở trước xa xăm. Mịt mù trời đất tối tăm, mẹ thầy sống được bao năm trên đời. Con sợ nỗi đời đau đớn, ngày về dần buốt tim gan. Cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa, niềm lo rìa rọi tâm tình. Ai thương người trái trẻ cùm gống nứt nẻ ra xương, mà vẫn mơ màng áo tương cho đời bần vương con. Đói lã xà lý vẫn mộng làm chim vỗ cánh, vượt trời xanh
tới xứ yên lành. Xương da mong manh, đói rét tranh giành xác ốm, đời như đốm lửa lùi tàn. Mũi dẹp từng đàn cắn xé, ta thương tiếc cuộc đời tuổi trẻ, ta lại thương người mẹ thương yêu. Người cha sớm chiều héo hắt, xuân về nước mắt chan chan. Bao giờ hết nỗi ly tan, bao giờ dòng lệ khổ oan mới ngừng. Xuân này đau đớn vô chừng, thân còn chôn sống xó rừng đắng cay. Bao nhiêu thương nhớ mẹ thầy, con xin hẹn tới một ngày xuân vui. Rừng rừng hai giọt ngậm ngùi, con xin trời đất niềm vui à cuối cùng. Trong tù chủ yếu về đêm thi tứ mới sinh sôi, ăn chẳng đủ còn mất ngủ, thân xác teo tàn cần đại tu. Nhìn thấy chảo cám lợn mà khao khát, thơ với phú muốn chết rũ sao. Nhưng tội ác cộng sản nhất thiết phải ghi lại, đầu bạc cần trang bị cho đầu xanh những kiến thức không thể thiếu về cộng sản, để họ tiếp tục cuộc chiến chống đại họa đỏ của dân tộc. Nên dù lão già thần chết luôn dọa dẫm, dù phải dùng tuổi thọ để nuôi thơ, dù ngàn đêm thức trắng, lòng chỉ cầu mong sao trời kia cứu trợ, cho thơ được cất cánh chặn đánh yêu ma, góp phần phá tan cộng đảng. Xin các bạn cùng nghe bài Một đêm thức trắng. Một đêm thức trắng được một bài thơ, may mắn vô bờ thỏa thuê hết mức. Dù đầu đau nhức, dù sức không còn, thân thể gầy mòn, nằm thoi thóp thở, ra được bát phở, được hớp nước trà hằng ngày cho ta. Thời hồn xác ta đã không quá mệt, lão già thần chết hết dọa dầm nhau, nhưng cả còng râu cùng không thể có. Ta đành
năm đó uất hận nghẹn ngào. Tàn tạ xanh xao biết bao cay đắng, đầu ta tóc trắng khó thắng lao tù, nghĩ tới thơ phú lòng càng xót xa. Không bóng ngày ra đời tù thăm thầm, tháng năm chìm đắm cả ta và thơ, thắng được phải nhờ trời kia cứu chờ. Trong tù, nhất là trong xà lim, làm sao thấy được vầng trăng. Nhưng một hôm chợt thấy sung sướng tới bàng hoàng và ý thơ trào dâng. Tất cả những điển tích thuộc về trăng dồn dập hiện ra trong đầu. Nào Lý Bạch say rượu nhảy xuống sông ôm trăng chết đuối, nào chàng Hậu Nghệ dương cung bắn vợ là Hằng Nga khi nàng bay trốn lên cung quảng, nào Tản Đa muốn được kề vai Hằng Nga cùng ngồi trên cành đa nhìn xuống thế gian cười. Biết bao vầng trăng quá khứ chìm đắm lại nhô lên, lộng lẫy ngọt ngào mà tang thương cay đắng, làm tê tái tim gan người tóc bạc. Xin mời các bạn lên thăm Nguyệt Điện trên đôi cánh thơ qua bài Ta Vẫn Tin Vầng Trăng. Ta vẫn tin vầng trăng có con trâu chú cuội, hay nói nhăng nói cuội chẳng ai nghe. Có cây đa có cả chỉ hằng, sống lạnh lẽo một mình trong cung quảng. Ta thường ngắm và ta thương lắm, nên những đêm vàng ngọc thơ của ta ơi. Ta vẫn mơ được ôm người như ngàn xưa, bình vàng đó có bao giờ ta bỏ mặc. Ta thường mơ nâng chén ngọc hỏi trời xanh, chú cuội kia trâu ăn lúa sao mà ta nghe tiếng chú gọi cha ơi ơi. Chàng Hậu Nghệ có còn dương cung bắn đường Minh Hoàng, dù Nguyệt Điện đã về chưa? Và cành đa trên đó Tản Đà có được nhấc lên ngồi cười nhân thế? Những đèn kéo quân, đèn xếp đèn lồng, những thiền thử sánh đỏ, những mâm cổ bày giữa sân thuở ta là em nhỏ,
còn nguyên như bao bóng dáng thương. Trăng vẫn sáng không già, năm tháng chỉ hằng kia lạnh thế vẫn mặn mà. Bánh nướng hạt sen trứng mặn vẫn đậm đà trong ký ức, dù đầu ta tóc đã trắng như màu bánh dẻo xa xưa. Cuộc sống là đáng trân quý, là vô giá, nhưng những xáo trộn điên rồ cộng sản gây ra đã biến sự sống thành vô nghĩa, vì hương sắc cuộc đời đã bị đảng giày xéo tan nát tả tơi. Con người kinh tởm thực tại mơ về quá khứ, về những cảnh những người của bao tiền kiếp xa xôi, và chìm đắm trong đó để được sống. Khi bị đặt lên đầu lên cổ gông ngách cộng sản, con người mới thấy tiếc nuối, mới thấm thía rằng trong cuộc đời ngàn xưa, những xấu xa oan khiên chỉ là những mụn ghẻ ngoài da so với những khối u ung thư trong buồng gan lá phổi của thiên đường cộng sản. Xin mời các bạn nghe sự hối hận giác ngộ muộn màng đó qua một bài thơ Nếu Một Ngày Mai. Nếu một ngày mai tôi phải chết, thời lòng tôi cũng chẳng tiếc đời xuân. Đời đáng yêu đáng quý vô ngần, song đau khổ đã cướp phần hương sắc. Trong đêm vắng nhìn sao buồn xa lắc, hồn chìm buông theo quá vàng thời gian. Trong phút giây quên thực tế bảo tàn, quên tất cả nỗi cơ hàn cay đắng. Dòng lịch sử đưa tôi về mấy chặng, những lâu đài cung điện thuở vàng son, cánh hiến vinh kiểu võng với lòng tròn, cánh hàn sĩ canh tàn còn đọc sách. Tôi gặp lại những nhà nho thanh bạch sống an bần xa cách bụi phồn hoa. Những gái quê trong trắng hiền hoa ngồi giặt lúa bên bờ hồ thấy những hồi hè vui vẻ, những đêm vàng đập
dưới trăng trong. Tôi vút ve bao hình ảnh trong lòng, tim còn vòng tiếng hò ngân bát ngát. Tiếng nhịp nhàng thói cười lướt trên khung. Tôi mến yêu cánh rừng núi mịt mùng đầy hiểm bí và tràn lan sức sống. Tôi thương nhớ cả tiếng còng báo động, cả những con đường, những hắc đêm âm u. Cảnh chiến tranh ngựa hí với quân hò, tôi cùng thấy tâm hồn tôi đuối đắm. Tại làm sao rõ ràng tôi biết lắm, cuộc đời xưa còn có những vua quan, bao bất công còn đầy dẫy lan tràn. Sao tôi chỉ mơ toàn hương sắc thắm. Toàn sắc màu lộng lẫy đượm hồn thơ, mà lãng quên bao bóng dáng nhạt mờ. Phải chăng vì cuộc sống bây giờ đầy ung độc tử buồn gan lá phổi, còn xưa làm muốn lờ ở giá thôi. Nơi rừng thiêng âm khí âm u, gió lạnh từng cơn rú qua thung lũng, mưa giăng phủ trại tù như chìm trong bùn nước, sầu sũng không gian. Nhà thơ nằm nghe mưa rơi, gió thổi, nghe cõi lòng dột nát quạnh hiu. Tình yêu, cuộc sống vật vờ héo hắt, như tàn như tắt trong tâm hồn, như nghiêng như đổ dưới bao khổ nạn đè nặng quê hương. Những chân trời lớn rộng chỉ còn là những ảo mộng đáng thương. Nợ văn chương phải trả tới hình hài, cửa nát nhà tan, ly tán oan khiên, thập niên ròng rã, lửa cơ triền miên đốt ruột, không hề sưởi ấm, lưỡi dao hàn ẩm ướt, sắt lạnh ngày đêm cứa vào thể xác xương da, tóp teo bệnh hoạn, gió mây cào từng cơn thốc vào phổi loét, chân áo mỏng manh co quắp thân tàn. Mưa vẫn rơi rơi nơi rừng hoang biên giới, tiếng nai hoằng xa xa nức giọng vọng về nặng nề tử khí. Trong cảnh dương tàn âm thịnh đó, chúng ta hãy lắng nghe tiếng đàn thơ rung lên, dây trùng dây đứt não nuột nghẹn ngào qua bài thơ đêm nằm nghe tiếng mưa rơi. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi, nghe hơi gió thổi, nghe đời qua
vành hiu. Niềm yêu nát giọt tiêu điều, niềm tin bóng đổ siêu siêu mãi. Chân trời chuyện cũ đáng thương, văn chương nặng chịu gông xiềng khổ đau. Gia đình tan tác lìa nhau, trưa chiều lưng bát cơm rau lành ngả lòng. Nửa đời thân thế nhà thương tù ngục xoay vòng tuổi xuân. Một năm thổ huyết dăm lần, mười năm cầm cố tiêu dần thịt. Rừng hoang biên giới mưa xa, hoàng kêu nấc dòng xa xa trên ngàn. Chán đơn khôn ấm nổi có lên đắp tâm thân tàn bỏ đi. Thơ chỉ nồng cháy trước tình yêu mãnh liệt, tận cùng tha thiết yêu thơ, trước bạo quyền hủy diệt tù lao đao phủ mõm đen, nhà thơ bắt buộc phải tự tu dưỡng để gìn giữ ý chí nghị lực, tâm hồn trong sáng giữa tràn lan ngập ngụa ô uế gian manh. Điều cơ bản hơn nữa là không bao giờ được nghĩ tới cái chết, dù cái chết diễn ra xung quanh hàng ngày. Được thế, hồn thơ mới có thể tung hoành bay bổng trong bộ máy khổng lồ bằng sắt mà người ta gọi là chuyên chính vô sản. Trong bộ máy quái dị này, như chùm cộng sản Xô Viết Trotsky nhận định, không một thứ văn hóa nghệ thuật nào có thể nảy nở. Vậy mà tại sao thơ vẫn nở hoa? Mời các bạn nghe bài thơ Nhà Thơ Ơi. Nhà thơ ơi, phải biết giữ linh hồn luôn luôn tinh khiết như đóa sen hồng thơm ngát giữa tánh nhớ. Như vì sao trong đêm tối hoang sơ thăm thầm mịt mùng lung linh sương tuyết,
nhà thơ còn phải biết sống trong cõi đời như không bao giờ chết, dẫu cơ hàn thảm thiết nguy nan, dẫu xác thân bệnh hoạn teo tàn, khí tiết vững bền hơn thạch thiết. Giữa thời gian hủy diệt chớ chớ, có thế mới mong thả nỗi hồn thơ bay bồng tung hoành ngay trong cùi sắt. Còn thoát sống hay là lùi tắt là việc của trời, không phải việc nhà thơ. Trăng là nguồn cảm hứng muôn đời của thi nhân. Bất kỳ ở hoàn cảnh nào, Trăng cũng là người bạn tâm tình hiền lành, kiều diễm. Trong cảnh ngục tù, sự xuất hiện của Trăng thật là hiếm hoi. Nhưng Trăng vẫn luôn luôn ở trong tim, không bao giờ quên lãng. Giữa lúc sự đau khổ đọa đày, vùi dập mọi ước mơ, thì Trăng chợt hiện về, chuyên chở những ký ức của một thời xa xăm, khiến thi nhân phải sững sờ. Nhìn Trăng để nhớ, để thương, để mơ về một quãng đời đã chìm đắm. Khoảnh khắc quý báu kia, ngây ngất bao năm, là nguồn sức mạnh cho những kẻ ở trong tận cùng của bóng tối. Được thấy trăng xa vắng tưởng chừng quên lãng, nay chợt thấy trời trăng đẹp lắm, lồng lồng giữa trời xanh vàng thắm. Ta sững sờ kêu lên, gõ tường gọi bạn xà lim bên cùng ngắm. Trăng rất gần mà xa xôi lắm, mơ hồ mang ký ức xa xăm. Những vầng trăng ngây ngất bao năm ta không được hưởng, nhưng ai chẳng có một vầng trăng trong tâm tưởng để nhớ, để thương. Đời ta vắng bóng chỉ hằng,
ta thương nhớ thời ông rằng ông rằng. Bạn xà lim bên thở dài im lặng, chắc cũng đương mơ về một vầng trăng chìm đắm. Xưa nay mọi người quan niệm mùa xuân, mùa thiên nhiên đâm chồi nảy lộc, hoa lá mượt mà áo mới, vạn vật nhựa sống căng đầy phơi phới vươn lên, mùa của những thâm tình đoàn tụ, của niềm mơ nỗi ước, của hồi sinh ngây ngất tưng bừng. Nhưng cộng sản tràn tới tất cả đảo lộn, mùa xuân trở thành mùa của ngậm ngùi nung nấu, của đầy đọa tâm tư tả tơi xác pháo, mùa của sinh ly tử biệt, số kiếp tan tành. Đây một mùa xuân trên đất Bắc Hồ buồn hơn trong nấm bộ. Bài Ngày Xuân Tới. Ngày xuân tới hồi sinh muôn vật, sao lòng ta khô héo chẳng tươi màu. Ta nhớ khi xưa ôi thuở ban đầu, bao náo nức bao niềm mơ nổi ước. Nhưng buồn dần đau thương theo mãi ta từng bước. Biết nói sao và biết làm chi. Hy vọng ư, nhưng hy vọng làm gì khi đã rõ khổ đau là định mệnh. Đất ơi, ta muốn nằm yên trong lòng đất mát, để không còn khao khát sống tươi vui. Kiếp thê lương năm tháng ngậm ngùi, ta sợ lắm những đêm dài nung nấu. Những chưa buồn không hiểu vì đâu, bao bóng hình thương mến mất từ lâu. Lại trở lại hành hình tấm não, đêm nay giao thừa lòng ta tả tơi xác pháo. Nỗi niềm riêng đầy đọa tâm tư. Cha mẹ ơi đừng giận đứa con hư, hãy coi nó như là đã chết.
không bao giờ hết của mẹ cha làm tan nát lòng con. Dù cuộc đời đau khổ chất thành non, còn cha mẹ con còn phải sống. Vì con biết con là lẽ sống, là niềm vui, là tất cả của mẹ cha. Biết bao tội lỗi những ngày qua con đã mắc khiến cha buồn mẹ khổ. Con đã biết đời con tan đổ, không làm gì báo đáp mẹ cha. Dù cho năm tháng phôi pha, mối hận ấy còn xóa nhòa sao nổi. Đêm nay giao thừa ngoài sân gió thổi, lá vàng rơi sơ xác cành khô, sương rắc bụi mơ, ta ngồi viết mấy vần thơ giải niềm oan khổ. Dù mấy chục năm đêm lịch sử đóng đai đời như tiếng đóng quan tài dội lại, dù cô độc xanh gầy trong hun hút tù lao nhảy máu lệ, dù là thân lữ khách lỡ chuyến lầm ga mất cắp, đứng chen chúc trong một toa đen dành cho súc vật, trái tim vẫn mơ tới em xa lắc một vì sao. Trái tim vẫn mang những mảnh mộng tình đau nhức, giữa cuộc sống đen ngòm vẫn cầu mong tuyết hãy giữ mãi màu trắng trắng, và tim hứa sẽ không nguội máu tươi hồng. Biết rằng đời sẽ thoát khỏi cực hình nếu trái tim thả hết mộng tình bay đi, nhưng con người không còn mộng còn tình thì có khác chi gỗ đá cây cỏ. Mộng tình là những thứ mà không một nền độc tài nào quản lý nổi, mà ngược lại, bạo tàn sắt máu sẽ bị mộng tình tiêu diệt. Vững tin như vậy nên giữa xà lim cùm kẹp, những mảnh mộng tình vẫn ngập vào tim, không gì lôi ra nổi và ngân vang thành thơ. Trong sáng ơi,
phản chiếu rừng xanh với núi vàng. Em là ai mà ngay phút giây đầu anh đã thấy buồn đau không thể thoát. Ôi mắt em hồi sinh bao khao khát, anh đã lầm tưởng giết được từ lâu. Bởi em là ánh lửa, anh người lữ khách lạc rừng mưa, nên giống thiêu thân anh chẳng ngại ngần cháy cánh bay vào nơi hấp dẫn. Thân anh sơ xác tựa mộng không lăn lóc giữa cuộc đời. Ôi nếu anh là thượng đế, anh sẽ cho em cả đất trời. Cây lá sạc xào mơ tới em xa lắc một vì sao. Mưa rừng giá xích suốt đêm thâu, cây lá thầm vang tiếng gọi sâu, hun hút lối xưa ngàn dặm ướt hình em tia nắng nhỏ chìm. Từ lâu lắm lòng tôi ngừng thầm ước một mối tình tươi mát tới hồi sinh, vì đời tôi hiểu rõ phần cay đắng là phần duy nhất được. Tôi
cần có một nàng tiên ở cành cho mặt trời bớt đen và vầng trăng bớt lành. Nhưng hai vầng nhật nguyệt mãi xoay quanh bên dòng suối thời gian, không nàng tiên nào bị thu đôi cánh. Ta muốn hái hoa thơm gài lên mái tóc em, đỉnh sống lại những ngày xưa em à. Nhưng mái tóc sương pha, bàn tay nhăn nheo cả, khiến ta ngừng cây gió Năm 1977, tôi được ra tù, nhưng lòng không vui, không có được sinh thú, vì cha mẹ đã lìa đời. Gần 400 bài thơ vẫn bị bỏ tù trong đầu, cần phải giải phóng, bay thoát Việt Nam. Năm 1979, tôi đột nhập sứ quán Anh và đã hoàn thành việc đó. Nhưng cắt dạ dày đầy xà lim, ngỡ là thơ phải chết chìm, sống bằng óc, sống bằng tim, thơ vẫn tỏa sáng xà lim. Trận đánh thứ hai lại bắt đầu, lại chắt ra từng hạt máu nuôi thơ, lại phải quyết sống và quyết thắng. Sức thơ đó từ đâu mà tới? Một phần từ lòng kiên trì của người, một phần từ trên thượng giới trời cho. Và sau cùng thơ đã toàn thắng, nên mới có thể mời các bạn nghe bài thơ Thoát khỏi nơi ngục tù cộng sản sau đây. Thoát khỏi nơi ngục tù cộng sản, nơi đọa đầy thế thảm nhất trần gian. Hỏi ai không mong đợi, không ít nhiều phấn khởi thầm câm nghĩ ngợi, đôi khi bật tiếng thở dài. Ta không thể nào thoải mái hớp rượu hớp trà nói cười hứng khởi khi mẹ cha ta trong đau đớn đã lìa đời. Khi thơ ta chưa thoát được ra ngoài, đe dọa rất nhiều mà tất cả còn nguyên. Ta làm sao tránh khỏi không nghĩ ngợi khi áo cơm cứ quanh quẩn rối bời? Ta làm sao có sinh thú trong đời khi mục đích cả đời ta ước nguyện không phút nào quên nung nấu triền miên.
nay nếu ta thoát vòng tù ngục, một phần công việc đã làm xong, ta có thể tạm an lòng, chén rượu chén trà thảnh thơi bên những người thân thiết. Nhưng số phận của ta quá là khắc nghiệt, có lẽ trời bắt ta phải chịu nhiều rên xiết để cho ta có thể hoàn thành công việc, dùng thơ ca ngăn hỏa đỏ lan tràn. Nên giữa xà lim đen tối tàn, thơ lại bùng lên âm thầm tỏa sáng. Khiến ta tự hỏi bàng hoàng, lửa thiêng đó từ đâu mà tới? Từ trên thượng giới trời cho, gắn bó với quê hương, ruột thịt với đồng bào, tin yêu cái đẹp, cái thực, cái thiện, căm giận cái xấu, cái giả, cái ác. Linh hồn văn chương nghệ thuật là ở đó. Nguồn nuôi dưỡng cảm hứng cũng là đó. Giống như loài cây kia, ra hoa, kết quả được cũng là nhờ có gốc rễ, sâu bền trong đất. Được hít thở khí trời, ánh sáng, được thấm nhuần ơn mưa móc, xem trái biết cây, dù thân mình dao đâm bâm bổ, tên thù tua tủa ngập sâu, dù thời gian ngưng động tụ mũ, dù không gian ẩm mốc âm u, trái lửa vẫn bùng lên vạn ánh. Đó là nhờ đất khổ năm tháng vun trồng, trời mưa ngày đêm nhắc nhủ. Xin mời các bạn vào thăm cây thơ, nơi rừng hoang lá rụng, rêu buồn, yêu ma rú rợn, qua bài thơ Nhan đề cây của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, qua phần diễn ngâm của chính tác giả. Cùng với muôn loài ta sinh ra và lớn lên trong không gian man rợ, gốc rễ của ta nằm sâu trong lòng đất đai xứ sở. Nhờ ánh sáng mặt trời và những hạt nước mưa, từ những chất vô cơ ngày đêm vận hành trong vũ trụ, ta hút vào nhả ra thành hoa thành nụ và lớn lên nhọc nhằn từng vụ. Quê hương ta thường ăn chẳng đủ, nắng hạn sâu trời binh lửa lý tan. Đàn em ta còi chột cơ hàn, nhựa sống kiệt dần héo rũ. Bao năm qua xài lang làm chủ, bách tính muôn loài hiến máu phơi ra. Đêm đêm thường thao thức cùng ta, sông núi âm thầm chẳng ngủ.
Ta không có giấc mơ mơ mình thành loài tượng thụ, muốn đời trụ với thời gian. Ta chỉ mong sao trên mảnh đất suy tàn được góp một phần trái hoa phong phú. Thân mình ta thời gian tụ mù những mũi tên thù, những vết dao đâm nơi rừng thiêng giam hãm thầm cấm. Hoa trái của ta thấm bầm nở nụ, chung quanh ta màu rêu xám phủ, lá rụng thu buồn mốc ấm ấm u. Ta đứng im in bóng xuống ngao tù, gió lộng tầng cao ào ào nhắc nhủ. Ta vững tin tất trời kia chẳng phụ, công đất vun bồi nuôi dưỡng thân ta. Trong đêm cùng vùng nhiệt đới bao la, trái lửa của ta sẽ bùng lên vạn ánh.